nhưng mà nó là công dụng khác, nó tên là Pega. Thì là thấy ở đây một cái hình một cái mâm vần mà, thì công dụng nó là vệ sinh mâm vần, mát vần mà những cái hợp kim bụi bẩn kim loại. Thì sản phẩm này có dung tích là 5 lít luôn. Đây nó ghi là làm sạch la răng và là gõ reset. Thì sản phẩm này bạn nên pha vô bình nước cầm tay, trực tiếp lên những cái nơi vệ sinh như mâm, má phân rồi đó, tức là những cái vết về ăn ngon kim loại vậy. Thì sản phẩm này theo nhà sản xuất khuyến cáo là mình sử dụng vào pha với tỷ lệ là 1:1 hoặc 1:4, và rất là nói chung là hơi bị hại mắt các bạn, nên các bạn tránh tiếp xúc hay là những sự cố như dao vào mắt đó, mình nên rửa sạch liền, không được để lâu. Thì sản phẩm này đã được đại bán tại công ty Tamiko. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này thì cứ để lại số điện thoại comment dưới lên này, thì mình sẽ cho nhân viên tư vấn bạn những cái nha. Thì một bạn có thể mua là liên hệ số hotline dưới lên này hoặc là lên trang web Tamiko.vn được nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.